Đầu da nó vậy Đây rồi. rồi. Đó. Đó. Thấy chưa không? Thấy chưa con ha? Nè, đây nè. Thế nào cũng lụm đó à. Cho chùa con này. Sao còn con bị lớn sao cái hàm bự dữ vậy? Ai biết. Kìa kìa cái đuôi kìa, cái đuôi kìa, cái đuôi anh đây nha. Đó, nó cái đuôi gì thộng đó. Ủa cái sao? Chùa kêu kìa. Ý, ý. Nó quay đầu rồi hả? Mới thùng thế. Sao nó thả đầu đuôi lên ta? Dính nào? Dính đuôi bị không á. Ý, rồi nó miết vô rồi kìa. Miết vô thì coi như chết. Đẻ có mấy con đang đẻ gì dính một con bự cuối cùng cũng dính rồi đó, bắt được con sảy hồi nãy rồi đó, chạy vòng vòng không mày, chạy vòng vòng bây giờ mới dính nó đó, đó. Ủa chuột bên đâu rồi? Ủa quyển chứ chứ mất rồi chứ đi hai cái gì để bắt không bắt mày đi hai gì đó hả? Trời ơi nó cắn nhảy lủng lỗ ngay cổ luôn rồi nè anh. Nè. Hai con ý con còn sống kìa, nằm nó thở kìa. Kìa. Nghĩ sinh sống rồi. Đứng đâu xảy à, hài nằm ở đó hả? Còn nào. Cùng mà. Cùng phải không? Hàng ở đó hồi đó là đào hang có một con giờ được hai con mà còn kiếm ấm bọc mới được một chú hai chú có không mà coi dữ vậy. Chó nó quậy chứ nên bé chuỗi gì phải có thôi. Sao biết? Sao biết có? Hả? Ngoài đây tới gọi rồi vậy? Tới gọi chưa? Thấy không? Không. Thôi thấy thấy chuột bự bự bự. Dạ, em thấy à. Trong hang tối á, thấy con chuột nằm. Trời ơi, con chuột này bự lắm luôn á. Dễ gì nhìn theo đây, nhìn thấy con chuột được. Nó trong hang tối thui mà. Nó lại chụp để mất uổng. Chuột này bự hơn hai con nãy ha. Hút vô hả? Hút vô hả? Hút vô hay được chứ. Nó có ngách trong đâu không ta? Hả? Rồi nó có ngách thôi. Ủa. Tới gọi nghe anh em. Tối quá không thấy rồi. Trái nắng đó. Anh bắt đây. Hả? Anh bắt nè. Anh bắt nó hả?
Được con chua cá đâu. Em thấy nó bự quá trời bự luôn mà. Được được hả? Được. Vì được thì còn con cá á. Anh thường con được con cá nó đâu có ở con được đâu ở con cá ta. Chua được nữa thấy không? Ừ. Mà với hàng chị em thấy nó bự quá trời bự khéo từ từ. Vậy hấp dẫn trời ra ăn chuột được trời bá luôn. Nè. Ui đó, đập một cái. Chua cái chuột được. Ủa. Chua cái mà. Chua cái. Chuột cá em ta giá rồi nháy. Ở thường thường chuột được đâu có ở chuột cá đâu. Đây con gì vậy? Con ít, còn con chuột lúa. Vì đây là cái ổ là chuột lúa anh ơi. Chuột là chuột cá nè, chuột là chuột được. Chuột cá nhỏ xíu vậy. Mới chưa có đẻ mà. Thôi lụm bỏ bọc tiếp thôi. Bốn con à. Hai em làm tới hoài luôn ha. Bữa nay ba con chó nó đi ra đi du lịch đó mà. Nó phá nó có làm gì đâu, bắt chuột gì đâu. Hả? Ở vậy nó ra chạy không công 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 nó phá cái gì nữa. Chó bơi hả? Có chuột nó mới bơi á. Chó này biết bơi đâu. Chó này bơi gì nó đi cũng chạy còng 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 như đi du lịch vậy. Có không nó hiu quá vậy? Thì tao không biết chứ. Nó nào vô chưa thấy ngắt chị nên sao biết đó. Em này thì láng quá nè. Quay từ đầu tới đít đi nè, nó mới hấp dẫn. Có không? Gọ, có gọ không? Đào giống ngủ quá. Chứ cái hoa gì ngại càng teo, ngại càng teo gì á. Nghe hay đi ra luôn. Con hay chuột mẹ con thấy vậy? Còn đi nữa, còn đi nữa hả? Con bự vậy hả? Sướng lắm á. Đào chuột mà bắt được nghe mà mẹ con mà bè lúa là nhấp luôn được luôn á. Nó đẻ cái con nó bự rồi. Nên nào nữa? Thank you.
bự với nhỏ gì nhỏ bạn chi. Này kêu chuột con chuột lứa gì mấy chuột y mấy chuột này lọc lọc da ha. Miết vô trong rồi nó rút vô nữa kìa. Cho chồng lấy len đào một cái nữa. Đào hồi sao bắt nó. Kéo nó sóc cái đuôi nó kéo ra không? Tự. Rồi ra rồi đó, gần ra rồi đó. Đó, lúc cái đuôi ra nghe nghe, lúc cái đuôi kéo từ 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 ra nguyên con chuột vàng cháy luôn. Nè. Chuột đồng. Ui. Con lúa con đó con lúa. Con con. Thêm con chuột mẹ. Đây. Mang chuột lúa này kìa. Lúa dễ mà còn còn con bự nào nữa không? Dạ, nó rút được thằng tốt trong rồi. Con lúa nãy nhỏ nãy hả? Ừ. Làm như anh đạp con chuột còn sống anh ơi. Nó còn thở kìa. Nè. Đã hít hít kìa. Có hết không? Hết chưa? Sao phải còn nhiều đó. Về tới nhà nè, có thành quả bắt được con con nha. Một con bự. Hai con bự. Đó, thấy chưa? Ba con bự. Thấy chưa? Bốn con bự. Đây là một bầy chuột lúa. Cái bự có bò gì cô? Thành quả của mình nè nha. Sáng giờ là được nhiêu chuột rồi. Mặn thịt nó thôi. Đập đầu nó. Quá đã. Đập đầu luôn. Một gỗ luôn nha anh em. Đập đầu nó luôn.